Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Với clip hôm nay, mình xin chia sẻ cùng các bạn cách mà mình edit một bức ảnh như các bạn nhìn thấy ở đây. Nào các bạn thì cùng theo dõi mình nhé. Trước tiên thì các bạn nhấn phím Ctrl Z để nhân phần layer ảnh này lên. Và sau đó các bạn vào Filter, vào Alter và vào High Pass. Các bạn chọn một cái thông số cho nó tạo được cái độ nét lên. Và các bạn chọn vào cái đồ là chọn là overlay. Sau đó thì các bạn chọn vào phần tăng contrast và gộp hai layer này lại, group lại bằng lệnh Ctrl G, và các bạn nhấn phím Alt và kích chuột vào phần mặt lạ thì các bạn sẽ được cái mặt lạ là màu đen này. Sau đó thì các bạn dùng một cái brush mềm, cọ mềm để tô cái màu trắng lên cái phần mắt này. Đó, mình sẽ chọn ra cái phần mặt nạ và tô cái brush màu trắng lên cái phần mắt này để cho nó sẽ để lộ những cái phần mình hai cái lưa mình chọn trong group này. Và sau đó thì các bạn vào cái phần layer contrast này, các bạn tăng thông số lên. Đó, các bạn thấy chưa, cái tương phản của cái phần mắt này nó đã rực lên rồi. Đó, mục đích mình làm như thế này là mình chỉ muốn đẩy tăng cái phần tương phản của cái phần mắt này lên để cho ánh mắt nó tập trung vào cái ánh sáng và cái tương phản nó tập trung vào cái ánh mắt này. Sau đó thì các bạn có thể dùng cọ màu đen để bỏ đi những cái phần mà của mắt mà mình không muốn ánh sáng nó lan ra, và có thể đổi ngược lại cọ trắng để đẩy một số phần ánh sáng khác của da lên. Tắt để xem cái sự thay đổi mà mình vừa làm. Ok, bây giờ mình sẽ cho thêm một cái lớp texture là phần mặt cái con hổ này vào để cho bức ảnh thêm phần thú vị. Mình cũng giữ vào phím Alt và click chuột vào cái phần mặt nạ để cho cái layer này nó bị ẩn đi. Và mình sẽ dùng brush màu trắng để tô vào cái phần mặt nạ này thì nó sẽ hiện lên những cái phần mà mình mong muốn. Công sáng cái phần mắt này lên thì nó đã tạo cho mình một cái cảm giác ánh mắt nó rất là hoang dại, rất là hợp với lại khi mà mình làm một bức ảnh mà mình muốn ghép có những cái con vật là con mèo hoặc là con hổ như thế này. Các bạn cũng có thể để opacity với cái mức là 40 hoặc là 50% gì đó cho cái brush của bạn thì bạn tô nó sẽ có cái độ mềm hơn, nó sẽ ăn nhập vào cái phần của chân dung phía dưới. Ok, mình sẽ tua nhanh cái đoạn này nhé. Sau đó thì các bạn phần chế độ ở chỗ bạn có thể chọn phần chế độ ở chỗ nào cho phù hợp. Mình
cái phần layer ảnh phía dưới lên và mình nhấn tổ phím là Ctrl Shift U để chuyển nó thành đen trắng. Và sau đó mình để chế độ soft light để nó đẩy sâu cái phần tương phản đậm nhạt của cái phần ảnh phía dưới này lên. Ok, và clip này mình chỉ chia sẻ những cái thủ thuật đơn giản và ngắn gọn như vậy thôi. Mong rằng là nó sẽ giúp ích được một phần nào trong công việc của các bạn. Và tiếp tới thì mình cũng sẽ làm những clip ngắn như này và những cái thủ thuật đơn giản như này để cho các bạn có thể xem và tham khảo và có thể áp dụng clip hay và bổ ích thì đừng quên nhấn nút like, share, subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Mình sẽ cố gắng ra nhiều clip